Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Giữa lúc hiền hồ xin lỗi vì ồn ào tiểu tam, Trang Trần Đai miến gặp vợ con người ta mà xin lỗi lộ số tiền làm luật trong vụ loạt nhân viên trạm thu phí cao tốc nội bài Lào Cai bị bắt. Khi tố giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Đan Phượng trộm hơn 2,6 tỷ đồng mang về nhà cất giấu. Đến dự đám cưới ở Bắc Giang, khách quý tiện tay trộm 42 phong bì tiền mừng giấu vào chỗ kín. Đã anh trai Hà Nội qua đêm ở nhà bạn gái nhí, trốn trong tủ rồi đục lợn trộm 10 triệu đồng. Thực hư thông tin cụ bà Lào Cai vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày, cụ làm vì thích đang xây nhà 3 tầng. Sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 20 tháng 4 trao đổi với phóng viên, bà Hàn Ni cho biết, mới đây bà đã đến trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc liên quan tới đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương. Theo Hàn Ni cho biết, nội dung đơn được bà Phương Hằng gửi từ năm trước, tố giác Hàn Ni có hành vi vu khống làm nhục bà trước đây bà hằng đã từng làm đơn gửi nhiều nơi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi bà hàn ni đã nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà nguyễn phương hằng xúc phạm công ty cổ phần đại nam và quỹ từ Bà Hằng cũng yêu cầu xem xét hành vi lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động cổ vũ khởi kiện tập thể, đồng thời yêu cầu bà Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Hàn Ni cho biết Thời điểm đó bà Phương Hằng đã gửi đơn tố giác tôi tới nhiều cơ quan chức năng và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của bà Hằng. Việc cơ quan cảnh sát điều tra mời tôi tới làm việc hôm nay cũng là nhằm làm rõ và giải quyết đơn cũ. Và vài ngày tới tôi cũng sẽ cùng luật sư lên cơ quan cảnh sát điều tra giải quyết đơn này. Được biết sau khi gửi đơn tố cáo Hàn Ni cùng một số người khác, bà Phương Hằng đã bị bắt vào ngày 24 tháng 3. Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với một số người mà bà Phương Hằng đã tố cáo, trong đó có nhà báo Hàn Ni. Giữa lúc Hiền Hồ xin lỗi vì ồn ào tiểu tam, Trang Trần đay nghiến, gặp con người ta mà xin lỗi. Thời gian qua ồn ào Hiền Hồ cặp kè đại gia U60 đã có gia đình khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán. Sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, cuối cùng nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã lên tiếng nói rõ mọi việc. Cô nhận lỗi sai về mình, khẳng định bản thân giữ im lặng không phải muốn né tránh mà chỉ là dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Sau khoảng thời gian suy sụp, giọng ca gặp nhưng không ở lại quyết định lên tiếng xin lỗi những người bị liên quan, khán giả đã yêu mến ủng hộ cô và mong muốn nhận được sự thông cảm bao dung những lỗi lầm của mình. Giữa lúc dư luận tiếp tục chỉ trích hiền hồ thì trang Trần lại có những phát ngôn như thêm dầu vào lửa. Cụ thể trong livestream mới đây, cô bày tỏ sự bức xúc không đồng tình với hành động của một sao nữ đi giật chồng rồi lên mạng xin lỗi. Cựu người mẫu nói Chúng ta được sinh ra, được dạy dỗ là phải tự lao động và kiếm sống, phải dạy con cái sẽ được hưởng quả ngọt khi nó tự sức lao động của con. Vấn nạn trà xanh phá nát hạnh phúc của người khác nó quá khủng khiếp, không phải chỉ riêng trong showbiz mà ở chốn văn phòng công sở cũng vậy. Ở môi trường nào cũng có giật chồng, đi giật chồng người ta xong chọn cách im lặng, xong rồi dăm bữa nửa tháng làm từ thiện để tẩy trắng, viết vài status ăn năn hối lỗi. Cộng đồng mạng không có giá trị trong chuyện hôn nhân của người khác cũng không phải đối tượng để nghe lời xin lỗi đi giật chồng người ta thì lết cái thây đến gặp vợ con bố mẹ người ta xin lỗi đi người ta đồng ý thì hãy trở về facebook họp báo truyền thông thông báo và có nhận được sự đồng ý hay không ở đâu có cái trò phá nát hạnh phúc gia đình sỉ nhục làm cho những đứa trẻ mất cha mất mẹ gia đình tan cửa nát nhà rồi lên mạng viết status Livestream của Trang Trần không nhắc đến cái tên cụ thể nào, nhưng dân tình hầu hết đều cho rằng cậu người mẫu đang ám chỉ đến Hiền Hồ, đăng đàn xin lỗi, chưa thực sự khiến dân tình hài lòng và sẵn sàng tha thứ được. Sau ồn ào anh em nương tựa, hình ảnh Hiền Hồ xấu đi trong mắt khán giả rất nhiều. Không ít người còn gai gắt đòi tẩy chay nữ ca sĩ, yêu cầu cô giải nghệ để thanh lọc phí bít. Liệu hậu scandal Hiền Hồ có vực dậy sự nghiệp được hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời hé lộ số tiền làm luật trong vụ loạt nhân viên trạm thu phí cao tốc nội bài Lào Cai bị bắt. Ngày 20 tháng 4, trao đổi với phóng viên Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện vừa ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Neo, sinh năm 1994, chú ở xã Tân Hợp, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cảnh sát, neo được công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) bổ nhiệm chức vụ ca trưởng thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài Lào Cai từ tháng 1 năm 2022. Từ khi bắt đầu làm việc đến khoảng tháng 3 năm 2022, bị cáo này theo chỉ đạo của Hoàng Ngọc Khuê, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình cho nhiều ô tô quá khổ quá tải đi vào tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc. Trước đó ngày 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên bắt tạm giam với Hoàng Ngọc Khuê, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 6 thị trấn Mậu A, Nguyễn Hữu Tuấn Anh sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, Vũ Văn Hòa sinh năm 1990, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái và Phạm Minh Thiện sinh năm 1992, trú ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả bốn bị can đều là cán bộ nhân viên được ký hợp đồng lao động làm việc trong công ty VECS. Mở rộng điều tra đến ngày 6 tháng 4, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ thêm Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1989, quê ở tỉnh Hưng Yên. Hưng là đội trưởng đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc nội bài Lào Cai. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đối với các xe quá khổ quá tải khi đi qua trạm thu phí IC14 vào cao tốc nội bài Lào Cai, sẽ được nhân viên thu phí của trạm này yêu cầu làm luật, thêm 100.000 đồng một xe ngoài tiền thu phí theo quy định. Lái xe quá khổ quá tải nếu làm luật sẽ không bị hạ tải và đo kích thước thùng. Các đối tượng bắt đầu khoản thu tiền trái quy định này nhằm trục lợi từ tháng 6 năm 2021. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có nhiều lượt xe quá khổ quá tải phải nộp phí cho các đối tượng khi đi qua trạm thu phí IC14. Truy tố Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân xã dạ Đan Phượng trộm hơn 2,6 tỷ đồng mang về nhà cất giấu. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Quyết, 53 tuổi, cựu giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng về tội trộm cắp tài sản. Cáo trạng xác định, Quyết làm giám đốc quỹ từ năm 2018 là người trực tiếp giữ chìa khóa cổng, chìa khóa phòng giao dịch và biết mật mã của kho chứa két và mật mã két đựng tiền của quỹ tín dụng. Trong thời gian làm việc, ông Quyết nắm bắt được việc nhân viên dưới quyền để chìa khóa phòng két tại ngăn kéo bàn làm việc, đồng thời nắm được quy luật Khoảng thời gian từ 14 đến 18 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật tại trụ sở không có người làm việc, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm tiền của quỹ tín dụng. Cáo buộc cho hay khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021 rơi vào ngày thứ bảy, ông quyết điều khiển xe máy đến trụ sở cơ quan, ngắt cầu dao nguồn điện và hệ thống camera an ninh, chuông báo động của trụ sở quỹ tín dụng. Tiếp đó bị can lấy chìa khóa của kho chứa két chìa khóa két rồi dùng chìa khóa và mật mã mở cửa két sắt lấy trộm số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Lấy xong quyết khóa cửa, để lại chìa khóa như ban đầu rồi bật lại hệ thống chuông báo động điện của quỹ tín dụng. Số tiền lấy được, quyết mang về nhà cất giấu. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, nhân viên quỹ phát hiện bị mất trộm tiền đã trình báo công an. Biết khó thoát tội, quyết ra đầu thú, giao nộp lại hơn 2,4 tỷ đồng. Đến dự đám cưới ở Bắc Giang, khách quý tiện tay trộm 42 phong bì tiền mừng giấu vào chỗ kín. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại đám cưới của một gia đình tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên. Theo công an huyện Tân Yên, vào hồi 13 giờ ngày 17 tháng 4, đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Lương Thị Huệ, sinh năm 1973, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên về việc khoảng 12 giờ cùng ngày, gia đình bà Huệ phát hiện một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, người dân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1988, trú tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên đang có hành vi trộm cắp 42 phong bì và 8,5 triệu đồng tiền mừng cưới với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 24 triệu đồng. Đáng chú ý sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng Giang đã giấu toàn bộ số phong bì trộm được vào hạ bộ. Nghi phạm sau đó một mực chối tội cho đến khi bị người dân lôi ra toàn bộ phong bì giấu trong người. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành điều tra làm rõ. Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Gã trai Hà Nội qua đêm ở nhà bạn gái nhí, trốn trong tủ rồi đục lợn trộm 10 triệu đồng. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hưng, 22 tuổi, trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội trộm cắp tài sản và giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo đó, vào khoảng tháng 9 năm 2021, thông qua Facebook của cháu TN, 15 tuổi ở tỉnh Lai Châu, có quen biết với Nguyễn Quốc Hưng. Sau một thời gian quen biết và nói chuyện qua mạng, cháu N và Hưng nảy sinh tình cảm yêu đương. Cuối tháng 11 năm 2021, cháu N từ Lai Châu chuyển về Hà Nội ở cùng bố mẹ tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Lúc này cháu N hẹn Hưng đến sảnh tòa chung cư để gặp mặt. Khi gặp mặt lần đầu tiên, Hưng cùng cháu N chỉ nói chuyện, đưa đồ ăn, đồ uống cho nhau rồi Hưng về. Những lần sau vào thứ bảy hoặc chủ nhật, cháu N và Hưng đều gặp nhau nói chuyện và đi dạo xung quanh khu vực nhà cháu N đang ở. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2022, cháu N liên hệ với Hưng để gặp nhau. Lần này cả hai không đi dạo nữa mà nờ đưa Hưng lên căn hộ nơi mình đang sống. Cháu nờ và Hưng nói chuyện tâm sự với nhau được khoảng 30 phút thì bố cháu nờ về gõ cửa. Bất ngờ Hưng chui vào tủ tại phòng ngủ của nờ để trốn, sau đó nờ cùng bố đi ra ngoài. Khi cháu nờ và bố mẹ đi ra ngoài, Hưng đi xung quanh vào phòng ngủ của bố mẹ nờ, phát hiện thấy có một con lợn bằng sứ để ở đầu giường nên hắn đi vào bếp lấy một con dao chui bằng nhựa, gõ vào phần đầu bên dưới đáy con lợn tạo lỗ thủng để lấy đi số tiền khoảng 10 triệu đồng. Sau 2 tiếng sau, cháu N đi về nhà một mình rồi đi vào phòng ngủ nói chuyện với Hưng đến khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 3 và cả hai cùng lên giường ngủ. Lúc này Hưng và cháu N nằm ôm nhau được khoảng 10 phút rồi Hưng chủ động giao cấu với cháu N. Trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ, Hưng đã nhiều lần giao cấu với cháu N. Đến dạng sáng ngày 27 tháng 3, do biết bố N vừa về và ngủ tại phòng đối diện nên Hưng bảo N ra mở cửa để đi về. Tiếp sau đó vào trưa mùng 3 tháng 4, Hưng đến nhà cháu Nở chơi, thấy không có ai ở nhà, Hưng và Nờ nấu ăn, uống rượu cùng nhau. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả hai vào phòng ngủ của cháu Nở tiếp tục quan hệ tình dục. Hưng ngủ tại đây đến sáng hôm sau mới về. Ngày mùng 4 tháng 4, bố mẹ cháu Nở phát hiện thấy con lợn xứ tiết kiệm tiền bị vỡ và phát hiện ở trong bị lấy mất tiền, liền xem lại camera trong nhà, phát hiện Hưng đã có hành vi lấy trộm tiền trong con lợn xứ và yêu cầu Hưng đến xin lỗi, bắt cháu Nở phải chia tay. Ngày mùng 7 tháng 4, Hưng đe dọa cháu N nếu chia tay thì Hưng sẽ đến trường và đến nhà gây rối, bêu xấu cháu N. Lo sợ ảnh hưởng của con, ngày mùng 8 tháng 4, bố mẹ cháu N đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Thực hư thông tin cụ bà ở Lào Cai vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày. Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng. Những ngày qua trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà người dân tộc Hà Nhì với bề ngoài tuổi cao nhưng vẫn nhanh nhẹn, bê vác những bao xi si măng nặng nhọc. Đoạn clip quay từ cửa hàng vật liệu xây dựng. Đầu đội chiếc áo khoác mũ trùm đang nặng nhọc khuân từng bao xi si măng trên vai khiến nhiều người xúc động. Trước những thông tin cho rằng cụ phải làm việc vất vả để mưu sinh, anh Sờ Có Suy, cán bộ đoàn thanh niên huyện Bát Sát đã lên tiếng về sự việc. Theo anh Suy chia sẻ, Người xuất hiện trong đoạn clip là bà Ly Đơ Gê, sinh năm 1960, ở thôn Tả Dì Thàng, xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh Suy cho biết, gia đình bà có 5 người con, hiện các thành viên trong nhà đều đã có gia đình. Lao động chính trong nhà là con trai và con dâu của bà. Công việc thường ngày của bà là ở nhà cho gà lợn ăn, nấu cơm nước cho con cháu. Thỉnh thoảng các hộ gia đình kinh doanh trên chợ có xe chở xi măng hay phân bón hoặc hàng tạp hóa khác về, các bà sẽ đến làm để kiếm thêm thu nhập. Theo đó, nhóm hay đi vaccine bốc hàng gồm có ba bà, trong đó có bà leader Deze được quay trong clip. Theo chia sẻ, hoàn cảnh gia đình của bà đều bình thường, không có nhà nào thuộc hộ nghèo và không có chuyện là đi vaccine xi kiếm sống là nguồn thu chính hay các bà là lao động chính của gia đình như các trang mạng xã hội lan truyền. Anh Suy cho biết, ngoài ra thứ bảy hàng tuần khi có chợ phiên, các bà cũng ra chợ để bán rau và các loại nông phẩm khác. Các bà nhận đi làm bốc vác hoàn toàn là tự nguyện và có mong muốn đi làm. Về giá cả bốc vác xi măng, xác định đúng là 30.000 một tấn xi măng, đó là giá bốc vác thị trường. Khi bốc được một xe tải khoảng 200 đến 300 bao xi, tương đương 300 đến 450 nghìn, bốc xong được tiền, các bà chia nhau. Đây là giá chung thị trường tại y tí, được sự đồng ý của cả bên thuê và bên được thuê. Các bà cho là giá này hợp lý, các bà không cho là giá thấp quá mà hoàn toàn phù hợp với công sức các bà bỏ ra. Theo anh Suy, khi đến nhà trao đổi trực tiếp, xác nhận thông tin để nắm hoàn cảnh của các bà, gia đình đều bình thường. Hiện có gia đình leader Deze, nhân vật chính trong đoạn clip còn đang xây nhà, mới thi công đến tầng 2 và nếu hoàn thiện thì ngôi nhà sẽ là 3 tầng. Gia đình không gặp khó khăn về kinh tế, con cháu đều lao động và học tập hoàn toàn bình thường. Bà đi làm hoàn toàn tự nguyện nhằm tận dụng thời gian rảnh, không thích ở không, muốn vận động và cải thiện cuộc sống gia đình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin Tức 24h TV.